xin chào tất cả các bạn, hiện tại tôi đang đi quay ở trên Thái Bình, đang ngồi quán nước, check địa điểm và tí nữa quay, cầm con máy này quay. Tôi đang uống Sting ấy, cái này nó rất là nhiều trì nhưng mà tôi vẫn uống. Đây cô này đang uống vàng nổi, đấy các bạn thấy vàng nổi, thơm ngon rất bổ dưỡng. Nắng quá, tí nữa quay, đồ mề. Đây đi quay đường phố rất là khổ, đi vào xe, địa điểm này quay, lát nữa sẽ quay. Tôi đang đi quay nhưng mà hiện tại đang muốn đi vệ sinh quá. Đấy, các bạn thấy này, này, thôi, đang làm gì cũng các bạn thấy đấy, này. Đang đi quay nhưng mà chưa quay được và hôm nay cho nó mát. Đấy, các bạn có thấy rất là khổ không? Thằng hai cái máy, thằng không máy nào này. Đây là Vincom Thái Bình, với những cái vòng vệ sinh nó rất là sang trọng. Các bạn có thể ngửi thấy cái mùi thơm đặc trưng của nhà vệ sinh Việt Nam khi mà bước vào trong, là mùi khăm khắm, thơm thuộc. Đây. Các bạn biết đây là gì không? Đây là chỗ bán người ta gọi là quần chip, quần lót. Ok, bây giờ tôi sẽ đi lên thang máy. Đứng ở trên tầng cao nhất của Vincom, cái này rất là bé này. Vừa bị bảo vệ hỏi là ở đây không được quay phim chụp ảnh. Hả? Đây là Vincom Thái Bình. Rồi này. Ok, ông cứ nhìn mình. Đi khoảng tầm 20 km để lên Thái Bình quay nhưng mà không quay được. Thế nó mới đau. Bây giờ đang ngồi vật vẹo, giặt dẹo ở đường. Trời rất là nắng. Tôi đang trên thành phố Thái Bình. Hai thằng đi quay nhưng mà không quay được cái đếch gì cả. Bởi vì là nó không được như dự định. Đấy, thành phố Thái Bình. Là làm cái video này cho các bạn biết là đi quay phim đường phố nó vất vả như nào. Nhiều khi đi rất là xa, chi rất là nhiều luôn nhưng mà không quay được. Hôm nay thì không quay được cái gì cả. Đang rất là mệt, đi từ sáng sớm giờ lên Thái Bình quay. Giờ ngồi đây như hai thằng nghiện. Đang ngồi vườn hoa Thái Bình. Mèo hiểu sao? Đứng đây khoảng 15 phút rồi, đang đợi bạn hay em nhỉ? Đang đợi em gái Phương Trung Huy đến, không biết em này có xinh không? Đến làm quen phát nha. Cô này nó có người yêu rồi. Tôi thì tôi chơi hết, đùa đấy. Mà tôi cũng rất là khó hiểu tại sao Thái Bình nhiều công an kinh khủng luôn. Từ nãy giờ tôi phải đếm phải tầm 20 ông công an giao thông. Chỉ lờn vờn ở cái khu vực vòng xuyến ở vườn hoa này đây. Kìa các bạn thấy xa xa kìa, đằng xa kìa xa phết. Có rất là nhiều đồng chí công an đang đứng làm cái đếch thì tôi không biết. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem công an Thái Bình làm việc như thế nào. Nha.
lấy vào trong Vincom thì bị bảo vệ bắt xóa video, không cho quay. Làm cái đếch thì mà bắt tôi xóa đúng không? Tôi vào tôi quay tôi lại xóa cái gì? Rất là vớ vẩn, ở Việt Nam rất là vớ vẩn. Tôi không quay gian hàng các bạn, ok. Tôi quay tôi, thế đếch làm gì tôi? À, công an tôi cũng quay, nhưng mà tôi không làm gì là được, ok. Tôi quay cho các bạn biết là các chú công an làm việc ở ngoài trời nó vất vả, nắng nôi mưa gió nó như thế nào thôi. Đấy, ở Thái Bình là các chú công an làm việc vất vả lắm. Ở đâu cũng thế, rất là vất vả. Đấy. Các bạn có thể thấy xa xa có anh công an đang đứng làm việc với dân. Hình như là hai chú kia vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Mà không biết là có nhìn thấy tôi không, và các anh đang làm việc gì đây? Không, không xin gì cả, anh sai anh phải nộp phạt. Hình như anh kia anh đang gọi điện đi cho người thân nhưng mà chú công an chú không cho. Đấy, anh gọi cho ai? Vâng, chú công an đang nhất quyết là anh phải nộp phạt. Hình như hai này không có mũ, bởi tôi nhìn đếch thấy mũ đâu. Vâng, các bạn thấy là công an Thái Bình rất là nhiều, nhiều vãi cả hàng luôn đấy. Từ nãy giờ tôi phải nhìn thấy mấy chục anh rồi. Đấy, sời, các loại xe. Sời. Tôi không hiểu các anh đi ra đây làm gì. Các bạn có thể thấy là công an Thái Bình rất là đông luôn. Đây là có 4 anh. Góc này thì đông bá đạo luôn. Tôi không hiểu tại sao ở đây đông công an đến như vậy. Cái này nó phải lên đến 50 anh công an giao thông. Đấy, bắt dân rất là nhiều. Đội mũ cũng bắt nhưng mà chắc là chỉ kiểm tra hành chính thôi. Thật sự là tôi thấy rất là ngỡ ngàng tại sao công an Thái Bình lại đông đến như thế. Ở đây tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, úi xồi, rất là đông. Các anh lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng bắt người vi phạm giao thông. Cái đường này thì công nhận là cũng rất là đông người di chuyển. Vâng, hai anh đang chuẩn bị di chuyển đi bắt người vi phạm giao thông. Đấy, tôi đứng ở đây, tôi đếm từ nãy đến giờ là mấy chục anh đi qua đây rồi. Rất là nhiều loại xe khác nhau. Đấy, các bạn thấy các anh rất là khổ. Nắng nôi phải đi làm việc như thế này.